đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm chi đó không biết. Nhưng mà bây giờ đến thế này, xin cho quý vị biết một thông tin rất là hot ở Thừa Thiên Huế. Xin mời bà con cùng lắng nghe và Báo Thừa Thiên Huế.vn vừa đăng tin ngày 15 tháng 9 năm 2022, Việt Nam Airlines và China South Airlines Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và chính thức có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022. Thỏa thuận là một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam Airlines và China South Airlines. Theo đó, hai hãng sẽ tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm thương mại, dịch vụ, kỹ thuật, góp phần nâng cao trải nghiệm bay và mang đến giá trị vượt trội cho hành khách đôi bên. Việt Nam Airlines và China South Airlines cùng thống nhất sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tiêu chí về chất lượng dịch vụ. Hai hãng cũng sẽ hợp tác nhằm phát triển các sân bay căn cứ của hai hãng trở thành các trung tâm vận chuyển hàng không lớn trong khu vực. Và các bạn là vừa nghe đọc qua những cái thông tin thời sự rất nóng hổi do báo Thừa Thiên Huế.vn ở Huế vừa tung ra. Nghe đồn thì cái hãng mà Việt Nam mà xấu lái á, của Trung Quốc á, một hãng lớn nhất ở Trung Quốc, và cho nên mà khi mà kết hợp với Huế thì đó là một điều rất là chúc mừng người Huế nói riêng và hãng hàng không airline của Việt Nam nói chung. Coi như rửa là từ ni là bay từ Trung Quốc bay thẳng về Huế và từ Huế bay thẳng đi Trung Quốc, khỏi phải đi Hà Nội hay đi sân bay Sài Gòn, đi ra chứ xa xôi, bay miền Trung coi như là cập bến, bay từ sân bay Phú Bài Huế còn bay qua Trung Quốc, một cái thị trường làm ăn rất là lớn, một cái bàn đạp mà để cho miền Trung thoát khỏi đói nghèo. Và từ đi thì cái sân bay nó sẽ được mở rộng hơn chứ, như mở cái hàng kết hợp mà. Cho nên hôm nay tôi nghe nữa, tôi thì không phải người Huế mà tôi nói giọng Huế tôi giả thôi để tương thuật cho các bạn được biết. Ai chưa biết thì nghe rồi biết, mà biết rồi thì càng mừng hơn cho người Huế. Tôi người Quảng Trị mà tôi nói hàng giọng Huế hàng vô tới anh lưỡi mà cứ thích nói rồi. Thực sự mình nói thì Huế hay là Quảng Trị thấm trầm hằng lặng lẽ, mưa buồn thủi ruột thủi đất thủi gan, từ khoảng tầm 8-9 giờ đi ra đường thì coi như là đi giữa thân phố không bóng người, lâu lâu có chiếc xe quẹt qua, mặc dù trời nắng trời mưa trời lạnh hay là trời chi nữa thì bà con có thói quen cứ khoảng 8 giờ thì ở nhà đóng cửa lại coi tivi hay là nằm ngủ hoặc đọc sách đọc truyện chi đó. Dạ, tôi lần hơn là hả rửa bớ nội, không có cô quái hằng tin tức hằng rõ ràng, bớ tôi tưởng hằng xây kết hợp chỉ có Phú Bài về Trung Quốc, không phải, mà là cả cái hãng Việt Nam Airlines của Việt Nam hằng kết hợp với cái hãng bay của Trung Quốc, chứ không phải riêng cái thành phố Huế mà nè. Rí đi hẳn chơi toàn diện thiệt.
ăn xây dựng toàn diện mà thôi. Bây giờ không phải riêng Huế thì bây giờ mình nói dòng khác hay. Và thông tin trên báo chí thì đã chia sẻ, và mình đọc qua thì mình cứ tưởng là chỉ kết hợp giữa Phú Bài với hãng bay của Trung Quốc, nhưng mà thực ra cái này thì nó rộng hơn. Dạ, đây là hai hãng bay của hai quốc gia kết hợp với nhau. Như vậy là nó cả quốc gia chứ không phải là riêng thành phố Huế. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: chúng tôi rất vui mừng ký kết hợp tác toàn diện với China Southern Airlines, một trong những hãng hàng không lớn của Trung Quốc và trên thế giới. Hợp tác giữa Việt Nam và China Southern Airlines chắc chắn sẽ giúp mang đến nhiều hơn nữa lợi ích cho hành khách của đôi bên chặng đường bay giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như các khu vực lân cận. Hơn cả, hợp tác này còn góp phần thúc đẩy mạnh quan hệ kinh tế xã hội giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hợp tác này, hành khách được hưởng lớn trên đường bay Trung Quốc, Việt Nam và các khu vực xung quanh. Hành khách có thể linh hoạt các chuyến bay giữa hai nước thông qua các đường bay liên danh của hai hãng. Kế hoạch hợp tác bao gồm tất cả các đường bay mà hai hãng khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngày 14 tháng 9 năm 2002, Vietnam Airlines và China Southern Airlines đã tổ chức buổi họp đầu tiên nhằm thúc đẩy các hoạt động đã thống nhất và trong thỏa thuận. Như vậy thì xin chúc mừng cái hãng Vietnam Airlines và China Southern Airlines. Hai quốc gia đã kết hợp với nhau. Và thông tin đính chính như vậy. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, thưa quý vị, nói lộn lời cho nên nói lại cái lời đã nói lộn. Thì ra thì hai hãng lớn đã hợp tác với nhau, Vietnam Airlines và một hãng bay của Trung Quốc. Và bầu trời bây giờ là có sự ủng hộ của người láng giềng Trung Quốc. Quý vị mua ủng hộ một vé máy bay Vietnam Airlines là đóng góp cho sự phát triển của hai nước, ta và tàu. Dạ. Một tin vui hay tin buồn thưa quý vị? Không biết sao nhưng mà thấy kết hợp làm ăn với Trung Quốc đó là một cái điều nhức nhối, không những trên Biển Đông mà bây giờ cả trên không. Nếu như không chịu hợp tác thì anh buồn, anh giận, anh sẽ đánh mà cúi đầu thì mua đời là nô lệ. Đinh Thanh Hải không có quan tâm đến chính trị, không có thời cuộc, nhỏ lớn không bao giờ biết bầu cử là gì, không biết treo cờ, nhưng mà cũng lâu lâu nói vui, nói tiếu, nói hài và có một chút gửi gắm đến mọi người. Hôm nay là một cái tin mà báo chí Việt Nam đã đăng, không biết họ đăng vui mừng hay đăng để làm gì, nhưng với Đinh Thanh Hải thì đó là một cái tin không có vui. Xin mến chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.